tại giờ đi. Nay coi đêm nhạc vui không bà? Bà nay có đêm nhạc vui không? Vui, vui vậy. Nói nhà bà gần đây không vậy? Ở Đồng Nai luôn hả? Trời, cái nhà Đồng Nai luôn cả nhà ơi, quá cảm động luôn. Đây là bà ở đây ngủ khách sạn. Nhà nhà Đồng Nai luôn. Nay cô coi nhà chúng bà luôn hả? Ừ, nhà bà luôn. Dạ, nhà cô gần đây không cô? Ở An Giang. An Giang luôn hả? Chúc cô vui vẻ ha. Dạ dạ. À. Cô này cũng quen lắm rồi nè. Nãy coi nhà có vui không cô? Hả? Vui không? Vui. Dạ. Sài Gòn. Dạ, sang Sài Gòn. Sang Sài Gòn. Dạ, chúc cô sức khỏe ha. Rồi, hiện tại giờ khán giả đã ra nghe lấy xe về nha. À, bà con ngủ ha. Dạ, về. Có lại cha đó. Không, là Tiên. Là Tiên đúng rồi. Thành Nam có nữa. Khổ hay quá. Rồi. Chào anh. Khán giả ra trung thành của hội quán ở sang Bình Dương. Tại giờ trong hội quán thì nhân viên đã đang dọn ghế nha. À. Dạ, hiện tại bây giờ khán giả ra về nha. À, chạy xe về. Okay, go.
Rồi, xe bị chết máy. Quay ngày sửa ngày nãy quay nhiều rồi. Hay đẹp. Vậy mốt có dẫn chương trình mà hát với nhau không chị? Thứ tức là cái thứ năm mà đi Mỹ đi 2 tháng 7 mới bắt đầu lại. Dạ. Chị lúc này chị có biết nào mà chị mà dẫn chương trình lúc này hay thì hay trời có luyện gì không? Hay gì đâu, vẫn bình thường à, bình thường nói chuyện sao thì lên dẫn y vậy á. Lúc này chuyện rất là có duyên dáng luôn á. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Sao anh vô quay nghệ sĩ đi? Nó quay người đẹp rồi. Trời ơi. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ rồi, dạ. Tại giờ im nhạc diễn ra gần tiếng hồ nha, khán giả vẫn vô cả nhà. Đó. Dạ, hiện tại giờ nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền đã có mặt ở hội quán ngôi sao miệt vườn á. Đây. Ủa sao không? Đây là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền nè. Đây. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền nha cả nhà. Quá đẹp luôn. Đây, chào. Chào chị, quá đẹp luôn, dễ thương luôn. À. Hiện tại giờ ca sĩ nhạc sĩ nha Sơn Hạ đã hát xong ở đêm nhạc hội quán, chuẩn bị về nữa nha. Những ca nghệ sĩ mà bà con bác yêu mến để tới đây để hát phục vụ cho bà con cô bác. Và quý bà con bác thân mến, bây giờ để tiếp nối chương trình thì chúng mình sẽ giới thiệu đến quý bà con bác một người nghệ sĩ mà đi hát trước khi chúng vừa sinh luôn và được rất nhiều bà con bác yêu mến. Và hôm nay được gặp chú ngoài đời hồi nãy xém một xíu kêu bằng anh, tại vì chú quá trẻ, quá đẹp luôn. Đúng là nghệ sĩ là hả? Luôn vui vẻ, luôn yêu đời, lúc nào cũng ca hát, cho nên họ rất là trẻ. Và bây giờ chúng ta quý bà con bác cho một tràng pháo tay thật lớn với sự xuất hiện của nghệ sĩ Tuấn Thanh. Chào chú. Dạ, Tuấn Thanh xin kính chào toàn thể quý vị khán giả yêu mến của Tuấn Thanh với lời trân trọng và yêu thương nhất. Dạ, rồi, khánh... con xin trả lời cảm ơn chú đã đến mời mình sang giường để hát phục vụ cho bà con cô bác. Thưa chú, chú thật là người xuất hiện rất là con trẻ đẹp, mãi mãi cũng hát luôn. Rồi, cảm ơn chú nhiều. Bà con bác, chú nhìn thấy sao đâu? Nhanh nha, chú Thanh là chú Thanh hát năm 1977, tiếng hò sông Hậu ở Sài Gòn Tây rồi. Làm sao mà nghe nó đâu? Sơn Hà có cơ bảo quân nhà em thì ảnh sáng tác nhạc ha nghe nhiều ông bác đó thì có mấy khán giả quay quanh này ca sĩ à, có chú kia đưa hai cái bàn chân bên đó kìa Sơn Hà anh đủ đưa hai bàn chân bên. Trời ơi, ông bác ơi, hôm nay là chú Vĩnh Thanh là 72 tuổi. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Trẻ đẹp cái mắt chúng ta rồi, nó sẽ có một mà bữa nay giọng hát còn rất là nhiều, cho nên là tới đây em hát phục vụ vào ông bác thôi. Tôi vừa nói tới đây thôi, còn giờ tôi vừa sẽ dừng sân khấu lại cho chú.
để nói hát Phật hiệu bà con cô bác. Rồi đúng rồi, cảm ơn Thư Dược. Dạ, bạn quay cho một tràng pháo tay này bớt nữa. Vâng, thật cảm ơn. Dạ, hôm nay Trung Thanh rất là vui khi được trở về xã nhà của tỉnh Long An. Gia đình dòng họ của Trung Thanh đã là tỉnh Long An, ở quận Long An luôn. Cho nên Trung Thanh được trở về đây, Trung Thanh rất là vui. Được phục vụ của tất cả toàn thể quý vị khán giả, Trung Thanh rất vui và rất hạnh phúc. Vâng, trước khi Trung Thanh đến với những bản giọng cổ yêu thích mà quý vị thường nghe, Trung Thanh sẽ mở đến với một bản nhạc mà để cho sức là cái kênh của Hải Châu nha. Hải Châu miền Tây. Hải Châu miền Tây rồi.
sĩ Long Nhật ra về cả nhà. Rồi. Hát hay quá anh ơi. Hay quá, hay quá. Cảm ơn cô chú chị đã dành thời gian theo dõi nha. Xin hẹn video tiếp theo. Xin chào.